đi vô đây học. Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lên bảng hiệu rồi nha mọi người. Đây, bảng hiệu bên mình ha. Đây là mặt trước. Thì nói chung là chưa hoàn thiện cho máy nha. Nói chung còn tùm lum tá la hết. Để mình quay trong cho mọi người xem. Hôm bữa là mình chưa có đóng, bữa nay mình đóng luôn. Đây, mình mới đóng hai bên đây, còn bên đây nữa nha. Kiến phía trong thì mình đã vô 3 kiến nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm dàn đèn trên và dàn đèn trên nữa. Nói chung là còn rất là nhiều cửa thì mình chưa lắp vô bảng hiệu trước. Mình mới lắp cái bảng hiệu trước thôi. Bảng hiệu ở trên đó, bảng hiệu bự thì mình mới lắp thôi. Còn nguyên cái bảng hiệu từ đây qua đây lên với mình cho nó đi xéo về cái phía bên đây để cho nó ngã về. Đây mình chưa có lắp nha. Mai thì mình sẽ lắp luôn. Xong chưa? Xong, đâu cứ. Đây là phần ở trong nha mọi người. Còn tùm lum hết trơn luôn. Tầm cỡ 3-4 ngày, 4-5 ngày nữa mới có thể xong đó mọi người. Còn gắn đèn, người sơn, phết, tùm lum tá la hết. Dán giấy báo trên đầy hết. Phần ở trên đây thì mình sẽ dán giấy báo hết nha mọi người. Còn mấy mặt này thì mình gắn cửa với mình sơn rồi hết. Còn bên đây cũng vậy. Phần này mình chưa có đóng nữa. Phần này mình chưa đóng nữa. Cửa thì mình có sẵn rồi. Cửa cũ thì mình sơn rồi thôi. Và mình gắn lên đó. Và mình đóng hai cái cửa nữa. Mới chặt mấy nhánh cây để cho nó thoáng cái mặt tiền. Mới chặt mấy nhánh cây luôn. Thì tiệm mình thì trên cầu chạy xuống thì nhìn nó là thấy. Còn phía bên đây cũng gì, bên đây mọi người chạy qua cái gì cũng nhìn thấy. Đây nữa mình sẽ vớt mấy cái đám cây đó luôn cho bên đây. Phía bên đây chạy qua thì ta sẽ thấy tiệm. Nói chung là còn rất là nhiều luôn. Tầm cỡ 3-4 ngày. Còn cái phần bên đây nó che này nữa mình sẽ đóng lại hết. Chứ mình không có để như vậy. Đóng thưa lại hết nha mọi người. Để như vậy thì nhìn nó rất là kỳ. Nên mình phải đóng lại hết. Phía trước đây mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ để cho khách đậu xe. Với lại cái bồn bông á thì nó mình sẽ xây cái bồn bông nó lại luôn. Bồn bông đó thì nhìn nó rất là xấu nên mình sẽ xây cái bồn bông lại. Rồi, ok mọi người ha, mọi người nào có xem video này cho mình xin một like và đăng ký nha mọi người. Hẹn mọi người những cái video tiếp theo nha. Mọi người đón xem tập tiếp theo nha. Vào ngày mai nha mọi người.